Kính chào quý vị và các bạn, đã quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng nha các bạn. Và vẫn là số điện thoại tư vấn bán hàng quen thuộc 0938926425. Mình tên là Thắng, mình sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của bạn liên quan đến vấn đề mua bán xe qua sử dụng, cũng như là hỗ trợ góp ngân hàng đối với các bạn nào chúng ta muốn mua xe qua sử dụng, mình có sự hỗ trợ của ngân hàng nha. Thì quay trở lại với ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn một mẫu xe gia đình lướt nữa. Một mẫu xe vừa mới được công ty mình thu về từ anh chị ở tỉnh Lâm Đồng, đó chính là xe Cora Altis 1.8G nha các bạn, đời 2018. Xe này đi được chỉ có 10.800 km thôi, và đang được công ty dự kiến chào bán với giá là khoảng 700 triệu nha các bạn, dưới 700 triệu đó. Thì hiện tại giá cả thì chưa có công bố, tuy nhiên thì nằm trong cái khoảng đó thôi. Thì nếu như các bạn nào chúng ta đang quan tâm mẫu xe này thì hãy gọi cho mình, mình sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn về cái mẫu xe này nha. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng mình đi cận cảnh chi tiết về cái xe này. Hầu như cái xe này không có một vết trầy luôn nha các bạn. Các bạn có thể xem phía trước này, đèn thì còn sáng bóng y như xe mới luôn. Và đối với cái mẫu Cora Altis này thì sở hữu một cái dải đèn LED sương mù rất là đẹp nha các bạn. Nhìn thiết kế cụm đèn trước nhìn nó rất cân đối so với cái chiếc xe. So với mẫu mới bây giờ thì cái thiết kế của Altis mẫu cũ thì nó có phần nó nhỉnh hơn về cái thiết kế, nó hài hòa giữa đầu trước và đầu sau nha các bạn, nhìn nó cân đối hơn. Còn xe mới bây giờ thì nó có phần theo như khách hàng thì nó không mang cái thị hiếu khách hàng lắm nha các bạn. Đây có một cái trầy nhẹ nè ngay cản này nha các bạn, không đáng kể. Về phía cản bên tài thì cũng không có một vết trầy luôn nha các bạn. Các bạn có thể xem. Thì xe này thì được thu về từ anh chị tỉnh Đồng Nai đã đổi cái xe này, lấy cái xe Fortuner Legender vậy nha các bạn. Do gia đình cũng lúc trước mua và gia đình cũng đông người, mỗi lần đi thì nó rất là thiếu người, thiếu chỗ á. Cho nên là đã quyết định bán lại cái xe này và lấy cái xe 7 chỗ rồi để mà đi được đông người hơn. Thì đây là chặn cái lớp xe đây. Lớp xe là lớp zin theo xe nha các bạn, không một vết trầy luôn, mâm không một vết trầy luôn. Lớp thì mới chạy được có 10.000 thôi, cho nên tình trạng lớp còn rất là tốt nha các bạn. Cả bốn lớp đều là zin theo xe, lớp xe cô cũng vậy luôn, còn rất là mới nha các bạn. Sử dụng cái xe này thì mẫu này thì đã sử dụng công nghệ động cơ mới là Dual VVT-i nha các bạn, cho một cái hiệu suất động cơ rất là cao và tiết kiệm nhiên liệu. Nên sở hữu màu đen rất là nhìn rất là sang trọng luôn. Phía sau đây, cụm đèn phía sau thì nó cũng tương đối luôn, rất là cân xứng với xe nha các bạn. Mẫu này thì nói chung thì khách hàng, theo ý kiến khách hàng thì rất là ưa chuộng, và về cái thiết kế cho tới tính năng vận hành nha các bạn. Động cơ 1.8 rất là mạnh mẽ, vừa đủ đối với chiếc xe này, không quá mạnh nó cũng không quá yếu nha các bạn. Tình trạng tổng thể về ngoại thất thì nói chung là mẫu xe lướt và là xe đẹp, cho nên là ngoại thất rất là đẹp nha các bạn, khoảng trên 90%. Thì đồ đạc của khách còn để trên xe luôn đây. Xe có lớp sơ cua này, đồ nghề con đội còn nguyên luôn. Cái lớp này đã hạ rồi nha các bạn, chắc có thể là hạ để mà đậu vỏ thôi. Đồ ghề còn nguyên luôn, tại vì mới thu về á, cho nên là đồ đạc của khách là còn để nguyên trên xe luôn nha các bạn. Có luôn cái áo trùm xe luôn nè, xe 4 chỗ. Rồi về tình trạng cabo nè, cái cốp nè, cốp sau nè, đó, ốc đồ còn nguyên luôn, chưa một lần tháo ra nha các bạn. Đó, chưa có dấu ốc tháo ra luôn nè, giống như xe mới luôn nha các bạn. Cụm đèn sau nhìn rất là đẹp, các bạn có thể thấy nhạc chảy đèn LED nha các bạn, màu đỏ này rất là đẹp, rất là cân xứng đối với xe nha. Và cái mẫu này thì nói chung thì sau khi Cora Altis được ra mẫu mới thì hiện tại thì mấy tháng vừa rồi á, thì năm vừa rồi cũng không có bán được nhiều lắm, do người dùng người ta không có thích cái thiết kế
nữa, và có những cái tính năng thì nó cũng giữ nguyên. Cho nên là quay trở lại với cái mẫu cũ thì rất là nhiều người, rất là nhiều khách hàng chúng ta ưa chuộng nha các bạn. Đó, các bạn nhìn tổng thể về đầu trước phía xe nè, nhìn rất là hài hòa luôn. Và Altis này thì mẫu Corolla Altis này thì các bạn cũng nghe nhiều người dùng phản ánh rồi. Thứ nhất là cái độ bền, hai là giữ giá rất là tốt nha các bạn. Mỗi một năm thì trượt giá của cái mẫu Corolla Altis này chỉ khoảng 30 đến 40 triệu thôi, giữ giá rất là tốt luôn. Và đi ra gia đình thì rất là êm nha các bạn, cách âm rất là tốt. Vâng, mời các bạn mình đi vào tổng thể về cái nội thất cái xe. Đó, nội thất cũng rất là mới, do chưa được vệ sinh cho nên nó còn hơi bụi bặm và dơ nhé các bạn. Các bạn thấy xem số km nè, 10.849 km thôi, rất là ít. Hiện tại vẫn còn đang được bảo hành, vẫn còn hai cấp bổ dưỡng là 50.000, 100.000 luôn nha các bạn. Vô lăng rất đẹp, có rui control luôn nha các bạn, ga tự động, rất thích hợp các bạn chúng ta lên cao tốc á. Chúng ta set một cái tốc độ nhất định và đỡ mất công phải đạp ga nha các bạn, rất là tiện lợi. Số tự động zig zag luôn. Điều hòa thì có những cái nút dạng phím đèn nè, nhìn rất là hay nha các bạn. Điều hòa tự động, đầu DVD. Xe thì được trang bị đầy đủ phụ kiện rồi, che mưa, chén cửa, ghế da, dán phim, chạy tắp lô, chạy sàn luôn nha các bạn. Mấy miếng che nắng còn nguyên trên xe luôn nè. Mấy cuốn sách hướng dẫn sử dụng thì vẫn còn để nguyên luôn. Hầu như thì ngày khi mua xe này về thì anh chị rất là ít đi nha các bạn. Cà phê từ Lâm Đồng nha, còn để trên xe luôn nha các bạn. Chìa khóa xe đây. Thiết kế hai chỗ này để ly cà phê rất là hay nha các bạn. Đối với các bạn nào chúng ta có sở thích uống cà phê hoặc buổi sáng á, đi làm thì mình để hai ly cà phê ở đây rất là tiện. Đó, đây là rất hay nha các bạn. Còn nguyên trên xe. Xe này chưa dọn dẹp gì hết nha các bạn. Còn nguyên đồ của khách phía sau này. Cái rèm che nắng này. Thì lúc trước anh chị mua bên công ty mình, và khi mà bán lại đổi xe lại á thì cũng liên hệ bên nhân viên bán hàng của công ty mình luôn. Tổng thể về xe rất thích hợp cho các bạn nào chúng ta mua để mà chạy gia đình nha. Đi rất là êm nha các bạn. Dù khách mình để trên xe luôn nè. Nói chung thì đối với những mẫu xe lướt này á thì mình chỉ quay để cho các bạn thấy về tổng thể về xe thôi, còn về tình trạng xe thì nói chung là rất là ok rồi. Nó chỉ khác xe mới cái là năm sản xuất thôi nha các bạn, không có về chất lượng thì các bạn cứ yên tâm. Bên công ty mình cam kết là không đâm đụng tai nạn, không ngập nước và không tua đồng hồ, đó là ba tiêu chí hàng đầu, cho nên các bạn cứ yên tâm về những vấn đề đó nha. Động cơ dual VVT-i nè, tiếng động cơ rất là nhỏ luôn, ngồi hành rất là êm nha các bạn. Lại một cái máy rất là gọn, tinh gọn lại, bố trí rất là gọn gàng, máy móc chưa một lần bung ra luôn, vô góc còn nguyên luôn nha các bạn. Chưa vệ sinh tuy nhiên nó vẫn còn rất là mới như vậy nha các bạn. Vệ sinh lại thì nó, các bạn sẽ không nhận biết được xe mới xe cũ đâu. Carbon zin theo xe này, chưa một lần bị cắn đâu hết. Đối với những xe tai nạn thì chắc chắn phải làm lại combo rồi, vì đây là các bạn sẽ nhìn combo các bạn biết được cái xe có tình trạng nó như thế nào nha. Về tem đăng kiểm và đường bộ thì hiện tại xe này là hết đường bộ rồi, thì các bạn cứ yên tâm, bên công ty mình sẽ mua lại cho các bạn. Về pháp lý về xe này thì các bạn cứ yên tâm nha, bên công ty mình cam kết là xe không bị phạt nguội, giấy tờ pháp lý đều là chính chủ. Các bạn yên tâm về những cái thủ tục về pháp lý của xe. Vâng, đó một vài phút về mình chia sẻ về cái mẫu xe lướt mới về thôi. Mình nhắc lại thông tin về cái xe này nha. Đây là Corolla Altis 1.8G, số tự động đời 2018. Xe đi được có 10.800 km thôi và mang biển số tỉnh Lâm Đồng nha các bạn. Mình công khai biển số cho các bạn xem. Biển
49E22924, biển số cũng khá là dễ nhớ nha các bạn. Thì hiện tại thì cái xe này chưa có công bố cái giá bán, thì cái giá thì theo mình nhận định dự kiến khoảng loanh quanh 700 thôi, dưới 700 nha các bạn, dưới 700 triệu. Thì nếu như các bạn nào chúng ta đang quan tâm đến mẫu xe này thì hãy gọi cho mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn và hướng dẫn các bạn, dẫn các bạn đi xem xe nha, để đánh giá thực tế về cái xe này, để các bạn có những cái nhìn nhận chính xác nhất. Và nếu yêu thích thì các bạn có thể chọn xe này để sử dụng cho mục đích gia đình mình. Vâng, và cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem clip review xe của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.